Thưa quý vị, theo số liệu Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt 15,2 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu Cục Đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt gần 15,2 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2023. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 10,69 tỷ USD. 6 tháng qua, đã có 84 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 5,58 tỷ USD, Nhật Bản đứng thứ hai với hơn 1,73 tỷ USD, tiếp theo là Hồng Kông, Hàn Quốc và Trung Quốc.